Đúng rồi, cái Hoàng Sa chỉ có Việt Nam và Trung Quốc thôi, còn Trường Sa thì hiện nay là 6 nước và vùng lãnh thổ cái anh vừa nói rồi. Với mặt khác là như này, khi mà Việt Nam năm 1975 Việt Nam tiếp nhận ở Việt Nam Cộng Hòa chỉ có 7 đảo và địa điểm đảo thôi. Nhưng bây giờ đến thời điểm này thì Việt Nam đã coi như là đã ở cái quần đảo Trường Sa thì Việt Nam có 41 đảo và điểm đảo ở cái quần đảo Trường Sa. Cái hồi vì ở đó nó có một cái số cái mỏm đá chìm thì là coi như cái nước nào ví dụ chẳng hạn mạnh hoặc cái chẳng hạn thì người ta cứ ra đấy người ta cắm mốc chủ quyền thôi, chứ không phải là ví dụ là Trung Quốc đánh cái gạc ma, chiếm cái gạc ma là ví dụ nó như là Trường Sa lớn hoặc là Đá Lát chẳng hạn, đúng không? Thì nó đã thành ra một cái đảo rồi mà đã có quân của Việt Nam chiếm giữ ở trên đấy rồi thì coi như Trung Quốc với tràn lên đánh thì không có chuyện đó. Đấy, cho nên là mọi người, cho nên những cái bọn chống cộng cực đoan ấy, chúng nó hay bẻ cong cái sự thật, mà nói chung là mình là những người gọi là biết về cái Trường Sa và Hoàng Sa tí thì cũng phải giải thích cho bà con ở đây biết, và những cái bọn chống cộng cực đoan bẻ gãy những cái luận điệu xuyên tạc của chúng nó. Rồi bây giờ này cái chuyện mà gọi là Việt Nam bảo vệ vấn đề chủ quyền đất nước qua những đất liền chẳng hạn, hoặc là quần đảo Trường Sa hoặc là Hoàng Sa thì mình cũng nói sơ sơ qua thôi cho các bạn, và mình mới vạch trần những cái xuyên tạc của cái bọn mà chống cộng cực đoan bên kia. Đấy, chúng mày giỏi bây giờ chúng mày về nước đấy, về nước cho ra Trường Sa, cho ra Hoàng Sa chiếm lại đi. Nói chung là bây giờ hiện nay ấy, ở cái quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của mình thì là mình xử lý theo cái kiểu kiểu là bây giờ dựa vào Việt Nam, dựa vào cái quan hệ quốc tế, ví dụ là cái quần đảo Hoàng Sa nó chấn giữ cái Biển Đông, tức là những 70% hàng hóa là đi qua cái vùng biển Đông của mình, cho nên là về cái vị trí thì là cái Trường Sa, cái vùng Biển Đông của mình thì nói chung là rất quan trọng, cho nên là bây giờ mình cũng phải muốn để đảm bảo những cái vấn đề hòa bình giữa Việt Nam và Trung Quốc thì mình cũng phải dựa vào một số cái quyền lợi của những cái nước ví dụ là Úc chẳng hạn, hoặc là Úc, Mỹ, Nam Triều Tiên và Nhật Bản, Ấn Độ, để mình coi như là giữ lại tức là mình làm sao mà giữ lại cái Trường Sa giữa mình Việt Nam Trung Quốc thì làm sao mà mình giải quyết vấn đề coi như là hòa bình thôi, tức là giữ về vấn đề hiện nay, nói chung là giữ về nguyên trạng chứ không có nước nào bồi đắp thêm hoặc là làm những cái chuyện mà ví dụ nó là làm những mối quan hệ giữa các nước nó rối ren lên. Đúng rồi, mình bây giờ mình ký những cái thỏa thuận về cái luật biển ví dụ COC và DOC để giải quyết cái vấn đề để tranh chấp biển bằng biện pháp hòa bình. Chứ cho nên là bọn mà chống cộng cực đoan ở bên kia chúng nào lúc nào nó cũng xúi coi như là tại sao mà Việt Nam không chiếm lại đi, không đánh nhau đi. Mà chúng mày cái thời gian chiến tranh ngày xưa chúng mày đã bán coi như là những cái quan trọng nhất thì chúng mày bán cho Trung Quốc rồi, bán cho Đài Loan rồi. Bây giờ còn mấy cái đảo nhỏ này chúng mày lúc nào ngu hà chúng mày về bán đi, đúng là cái bọn mày. Nói chung là cứ nhắc đến những cái luận điệu xuyên tạc của chúng nó là điên hết cả người lên. Rồi Quân Khúc có muốn lên không thì anh mời Quân Khúc thì nói mình cứ nói em nói qua về cái vấn đề Hoàng Sa và Trường Sa một tí nữa thì mình sẽ chuyển sang cái đề tài khác. Trời ơi, cái thằng Mỹ nhá thì nó là bố cái thằng Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà chủ yếu bây giờ Mỹ người ta không nhắc đến thì thôi mình không nhắc đến Mỹ nữa, đúng không? Việt Nam và Mỹ hiện nay là quan hệ ngoại giao nó hiện nay ở những thời điểm này là rất là tốt rồi, cho nên là bây giờ mình lúc nào nó cũng ra giả các thứ nó nói về vấn đề đấy. Anh chào Quân Khúc thì coi như mình nói đến thôi, chứ còn tất cả bọn ở bên kia chúng im mồm đi thì mình cũng không bao giờ mình nhắc tới. Rồi em chào anh Bằng, chào mọi người. Thì cái vấn đề cái quần đảo Trường Sa ấy, thì em cũng đọc rất là nhiều tư liệu, thì
cái vấn đề mà tranh chấp ở trên cái vùng biển quần đảo Trường Sa ấy, thì theo như hiện hiện trạng bây giờ thì Việt Nam tranh chấp là Trung Quốc rồi là Malaysia, Brunei, Philippines, thì trong cái điểm các cái điểm mà mình tranh chấp ấy, thì Việt Nam vẫn là cái nơi mà lắm nhiều các cái đảo chìm và đảo nổi nhất trong các nước đấy. Đấy, thì để mà nói thì các bạn cờ vàng hay các bạn chống cộng cực đoan, các bạn tranh luận với em thì các bạn không đủ chứng cứ. Nhưng mà cái vấn đề để mà nói tại sao mà không đòi lại các cái điểm mà Trung Quốc nó chiếm thì phải nói từ lịch sử nó như thế này anh ạ. Ngày xưa cái đảo Ba Bình thì chính Việt Nam Cộng Hòa bị mất cho Đài Loan thì mọi người biết rồi, thì em không nói, là cái đảo lớn nhất ở quần đảo Trường Sa thì em không nói. Nhưng mà bây giờ ngược lại thời gian thì như Việt Nam mình với các nước mà đang thỏa thuận ý, thì bắt buộc Trung Quốc là phải theo cái luật biển của năm 82. Chứ còn Trung Quốc thì nó lại không theo. Nó bảo là nó không đồng ý cái công ước luật biển năm 82. Bởi vì tại sao? Em đọc rất nhiều tài liệu. Trung Quốc nó nói là như thế này ạ. Nó cũng có lý của nó. Em không không nói là cái lý của nó đúng hay sai nhá. Mà nó bảo là nó có rất nhiều các cái bản đồ cổ từ thế kỷ 15, thế kỷ 16 ở các cái điểm ở Trường Sa là của nó. Đấy, nó cũng có cái lý của nó đấy cha anh ạ, nên là nó không ký vào cái công ước luật biển 82, bởi vì nếu mà nó ký vào cái công ước luật biển 82 thì nó lại không không được chủ quyền, Công nhận. nên nó chỉ vin vào cái cớ là đấy, nó vin vào cái cớ là các cái bản đồ cổ của nó từ thế kỷ 15 16. Còn đâu cái quần đảo Hoàng Sa Trường Sa của mình ý, thì bắt đầu chỉ có từ các cái bản đồ về sau, từ thời nhà Nguyễn mới cả đấy, chính quyền Pháp ngày xưa nó đô hộ mình thôi. Đấy, chứ còn Trung Quốc nó lại có cả bản Đấy, đồ xin cổ chào từ Hoàng thế Nguyễn. kỷ 15-16 cơ. Đấy. Nên là tại sao Trung Ok. Quốc nó không ký? Đấy. Cái vấn đề tranh chấp ở Biển Đông, quần đảo Trường Sa nó rất là phức tạp. Đúng rồi, hiện Chứ nay không phải như quá mấy phức tạp. thằng... Vâng. Như không phải mấy thằng ba que là nó cứ hô hào là đi đòi đánh, đòi cướp là được đâu. Đấy. Mới cả lúc nãy anh nói về cái vấn đề mà ở biên giới năm 79 ấy, đánh nhau về làm Trung Quốc ấy, thì hồi trước em có đọc một cái tư liệu thì hôm nay anh nhắc đến thì em mới nhớ, thì lúc anh vừa nói về Quân, vấn đề biên cho giới Việt anh Nam. trả lời anh Nguyễn Công Xèng đấy. Anh nói là tại sao chính phủ cấm dân biểu tình Trung Quốc chiếm đảo. Tôi nói với anh Nguyễn Công Xèng này, anh có biết khi mà cái giàn khoan 981 đúng không? Vào trong này, tức là khi mà người ta ở cái quần đảo Hoàng Sa, người ta vào cái những cái vùng biển của quần đảo Hoàng Sa, người ta thăm dò dầu khí. Dân dân ta biểu tình, đâu có sao đúng không? HD981. Đấy. HD981. Giàn khoan 981 đấy. À, bạn Nguyễn Cộng Sàng này, chính phủ cấm dân biểu tình Trung Quốc chiếm đảo Lào. Bây giờ Đúng Trung rồi. Quốc nó có chiếm được biển đảo Lào Việt Nam đâu, nó chỉ cải tạo mở rộng thôi. Đấy. Hiện nay là cải tạo mở Để rộng này. em trả lời cái bạn đấy như này. Ở quần đảo Trường Sa bây giờ Trung Quốc là nó cải tạo rộng nhất và sau đến là Việt Nam. Nó mở mình cũng mở. Chứ bạn đừng có nói là nó mở đảo mình cũng mở đấy, chứ bạn đừng có nói là bảo là nó mở mà mình không mở. Nó mang tên lửa ra mình cũng mang tên lửa ra đấy. Thì em cái vấn đề biển đảo thì các bạn nào mà thích tranh luận này, chống cộng cực đoan tranh luận Đúng với rồi. em thì em đủ đủ dữ kiện lắm đấy. Thì lúc nãy anh nói đến cái vấn đề năm 79 thì lúc nãy anh nói về bên phía Việt Nam rồi, thì bây giờ em nói về phía bên Trung Quốc nhé. Rồi. Thì em có đọc cái bộ phim tài liệu của bên Trung Quốc ấy, thì thực ra ấy, cái năm 79 ấy thì anh biết là cái phía Nam của Trung Quốc ấy thì là nó giáp với Việt Nam mình, nhưng mà cái năm 79 ấy là bên Trung Quốc ấy nó đánh sang Việt Nam mình ấy, là nó toàn cho lính quân lính 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 từ phương Bắc xuống thôi để đánh đấy, Tôi biết gì đâu. nên là vâng đấy, thì coi như là các cái khu vực lính ở quân đội của Trung Quốc ở miền Nam ấy thì nó không đánh mà là nó cho điều động từ lính từ phương Bắc xuống đánh đấy. Năm 79 thì bây giờ ở bên Trung Quốc ấy cái người mà người ta cựu chiến binh người ta vẫn còn sống ấy, người ta vẫn phản đối cái chính phủ Trung Quốc, nó lên tận Bắc Kinh nó biểu tình ấy, nó bảo là những đấy là cuộc chiến vô nghĩa, không có để có nghĩa là một cuộc chiến vô nghĩa mà lấy lính của Trung Quốc ra để thí mạng. Đúng. Có clip và có tài liệu đấy, bộ đội của Trung Quốc nó đi biểu tình mà, bởi vì là cái thời đấy thì hầu như là lính mà kiểu mới nhập ngũ ấy, từ phía Bắc ấy nó cho xuống đánh đấy, năm 79 ấy nó đánh, và thậm chí bây giờ nhá
rất nhiều người mà cựu chiến binh của Trung Quốc ấy, nó vẫn phản đối cái vấn đề mà đánh năm 79, bởi vì là không có một cái lý do gì mà bảo là tự nhiên lại đi sang nước khác đánh Việt Nam rồi là mang quân đi thí mạng như thế cả. Đấy, xong rồi về sau thì em đọc một cái tài liệu như này anh ạ, thì hồi đấy thì Việt Nam mình với Trung Quốc là hai cái nước cộng sản, thì và Việt Nam mình với Trung Quốc có ký một cái hiệp định, có nghĩa là đây là một cái cuộc chiến gọi là hai nước cộng sản đã từng quan hệ thân thiết với nhau, thì lại lại đánh nhau. Thế là có ký một cái hiệp ước là không không nhắc đến. Đây là tại sao anh thấy cái các cái vấn đề mà thời gian trước ấy, các cái sử sách của mình ấy, không nhắc đến, hay là các cái sách giáo khoa ấy, không nhắc đến cái vấn đề chiến tranh năm 79 là như thế. Cả phía mình cả và cả phía Trung Quốc nó đều không nhắc đến, bởi vì đấy là một cái cuộc đau thương của cả Trung Quốc cả Việt Nam. Đúng. Đều hai Trung Quốc nó cũng nhận ra sai lầm Đấy, cái vấn đúng đề rồi. đấy, nên nó cũng cũng bưng bít thông tin chứ không phải phía phía Việt Nam mình đâu. Đấy. Nhưng mà về sau này thì dần dần rồi thì bây giờ anh thấy đấy, cái bộ sử 15 tập nó cũng nhắc đến cái vấn đề chiến tranh biên Ta giới, biết biết. rồi là các cái sách giáo khoa bây giờ cũng nhắc đến rồi. Đúng rồi. Đấy. Anh có một ý kiến như này này. Tức là cách đây cứ khoảng gần một tháng thì có một cái, tức là cái thông tin ấy, thì tương đối chính xác của cái báo ở Nhật Bản ấy, người ta viết là như này: có một cái ông thiếu tướng ở một cái trường trường quân sự của Trung Quốc. Tức là cái chuyện này ấy, là cái chuyện đề nghị là có, ông ấy đề nghị lên cái chính phủ Trung Quốc, và hiện nay Đúng đất nước Trung Quốc giàu rồi đúng không, không? thì thôi bây giờ coi như là tức là bằng mọi cách làm sao mà ví dụ giúp đỡ, hoặc là coi như cái hình thức gần như lại mua ấy, cái quần đảo Hoàng Sa cho Trung Quốc, quả đưa cho ông Việt Nam coi 200 tỷ đô la để cho ông Việt Nam coi như thôi bây giờ với Trung Quốc làm gì ở cái quần đảo Hoàng Sa thì làm đúng không, thăm dò dầu khí, hoặc là ví dụ là đừng có hải quân các thứ bảo vệ như thế này thế khác nữa, để trong Việt Nam coi như là thôi không không có đả động vấn đề Hoàng Sa nữa đúng không. Chứ mà bây giờ ví dụ là, nhưng mà cái chuyện này ấy, thì theo anh nghĩ là đây là một cái gọi là cái đề nghị của ông ấy đấy thôi, nhưng mà qua đó cũng chứng tỏ rằng là hiện nay Trung Quốc giữ cái quần đảo Hoàng Sa thì cũng không yên với Việt Nam đúng không, ví dụ chỉ giữ giữ thế thôi, chứ còn bây giờ hiện nay ví dụ có dùng với cái khai thác dầu khí chẳng hạn, hoặc là thăm dò dầu khí ở vùng cái quần đảo Hoàng Sa, hoặc là dùng cái quần đảo gọi là Trung Quốc gọi Sú Lâm ấy, để mà ví dụ xây dựng một cái sân bay rất là lớn để mà ấy chẳng hạn, thì nói chung cũng gặp sự cái phản đối dữ của Việt Nam, dữ dội từ phía Việt Nam, và coi như Việt Nam cũng kêu gọi tất cả các nước quan hệ mật thiết ví dụ Mỹ, Pháp, Úc hoặc là Nhật Bản chẳng hạn, người ta cùng nhau phản đối thì Trung Quốc cũng không làm gì được. Đấy là theo 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 một cái thông tin là cái có cái ông thiếu tướng ấy, của một trường quân sự Trung Quốc em có đấy đọc em có đấy, em cái đọc thông có đọc tin cái đấy bài là báo đấy, đưa nhưng mà đấy là một ông thiếu tướng của Trung Quốc về đúng hưu, rồi ông ấy có đưa ra cái luận định là mình mua cái đảo Hoàng Sa để trả cho Việt Nam, nhưng mà đấy là người ta về hưu người ta nói đúng thế rồi, cái thôi. Nhưng ý mà của cái ông vấn đề thì anh biết rồi, cái vấn đề chủ quyền ấy nó không thể là mua bằng tiền được đấy, cái đấy có vấn đề số chủ chia quyền thì trang nó ông không Nguyễn mua Ngọc bằng tiền Sơn được. Thì cái đấy thì nó dài lắm, thì bây giờ Việt Nam mình vẫn gọi là cái vấn đề Hoàng Sa thì xử lý nó rất là phức tạp, nó nhiều năm nay rồi, không phải đơn giản đâu. Mà cái tội đồ mà cái thằng nào mà để mất đảo Hoàng Sa thì anh biết rồi, năm 74 thằng nào làm mất đảo Hoàng Sa thì thằng đúng rồi. đấy phải tự úp mặt xuống cống ấy, đúng không anh? Chính chế độ Việt Nam Cộng Hòa năm 1974 nó làm mất quần đảo Hoàng Sa đấy, nếu mà nó đánh thì làm gì nó mất, đúng không? Chưa chắc đã mất. Xin Tương quan hỏi lực lượng Ngọc năm Sơn này là Ngọc 74 Sơn nào đấy, có mắt ở dưới đấy, nhiều sơn đồng hương lắm, cho nên là bây giờ này anh nói với quân khu với tất cả các bạn này, mùng 2 tháng 9 năm ngoái anh đã ra đảo Lý Sơn, mà hiện nay nhé, tức là ở cái đảo Lý Sơn có một cái bảo tàng, tức người ta ta bảo tàng về cái tài liệu ở cái quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa nhiều nhất, nó rồi. có rất nhiều những cái tấm bản đồ cổ ở đó thì anh cũng Đúng xem rồi. qua, nhưng mà mình nghĩ này này, tức là những cái thế kỷ 10 17 18 ấy thì cũng có những cái thuyền của Việt Nam thành lập một Làm cái hải đội Hoàng Sa mà ra của ngoài Nhật Nguyên, quần đảo Hoàng Sa, hàng nhưng Nhật mà Nguyên theo anh nghĩ là thời Minh Mạng. ở Trung Quốc ấy nhiều khi người ta có ở thế kỷ 15 rồi đúng không, cho nên hiện nay Vâng, đúng rồi. theo mình nghĩ là như này, mình nói để cho mọi người hiểu, vâng thì vậy cũng nói cho mọi mọi người hiểu, và
nói cho bọn chống cộng cực đoan biết một điều là như thế này: cái quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa là cái sự tranh chấp, ví dụ Hoàng Sa và riêng Hoàng Sa thì tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc, còn Trường Sa là tranh chấp giữa 6 nước và vùng lãnh thổ, đúng không? Đấy, như ví dụ như cái quần đảo ở cái đảo mà Sa Khu Cự, đúng không, hiện nay không có người ở cơ đấy, mà hiện nay còn tranh chấp chủ quyền giữa Nhật Bản và Hoa Đông, mà chỉ ở vào Trung Quốc chỉ có mỗi một một cái mà động thái như này mà gây ra một cái cuộc 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 gọi là khủng hoảng chính trị giữa Nhật Bản và Trung Quốc. Tức là đầu tiên cái quần đảo Quần đảo Senkaku, Senkaku ấy ạ, Senkaku. thì Trung Quốc tức là giao cho một chủ quyền của một cái ông tư nhân đấy, nhưng mà sau đó ông tư nhân ấy, ông không quản lý cái này nữa, tức là sau đó ông nhượng lại cho cái chính phủ Nhật Bản, chỉ có mỗi một cái điều thế thôi mà cuối cùng gây ra một cái cuộc khủng hoảng ngoại giao, đúng không? Cho nên là cái vấn đề chủ quyền tất cả các thứ thì nói chung là mình cũng dân dân mình cũng hiểu vậy, và nói cho cái bọn chống cộng cực đoan, chúng mày không có một cái quyền gì, đúng không? Nói về những cái chủ quyền biển đảo của đất nước Việt Nam, Đảng và nhà nước mình ấy, giữ chủ quyền và biển đảo tương đối tốt, mà trong đó những cái gì mình đấu tranh được mình đấu tranh, còn những cái gì không đấu tranh trực diện được thì mình phải nhờ những cái quan hệ ngoại giao để mà tình hình ở Biển Đông nó không phức tạp lên nữa, đúng không? Chứ nó phức tạp lên thì Đúng cuối cùng rồi, nó ảnh hưởng đến quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc, anh vừa nói đến cái quần đảo Senkaku thì em lại đúng không? nói đến cái vấn đề mà Nhật Bản, chính Nhật Bản, cái quần đảo nó có mấy cái quần đảo mà gần cái vùng Viễn Đông của Nga ấy, mà bây giờ bị Nga chiếm đóng ấy, Nhật Bản nó mạnh như thế nó còn chưa lấy được đấy. Mấy hôm trước Nga nó còn mang cả vũ khí ra đây nó tập trận, nó bắn tên lửa đấy ở chỗ cái quần đảo vùng Viễn Kunin, Đông mà nó lấy của Nhật đấy, đấy, không, Kulin đấy, quân đảo đấy, Kunin đúng giữa rồi, Nga và Nhật Bản ấy. đấy, Mà nhá, đấy. xin nói với quân khúc và mọi người nhá, cái thằng quân đảo Kunin ấy thì nó lại tương đối rõ ràng, Của Nhật luôn, tức là vâng của đấy, Nhật luôn, tức là trước khi chiến vâng, tranh thế giới lần thứ hai, Thiệt Hiến, đúng không? đúng rồi, Là của đúng Nhật, rồi, mà sau chiến tranh đúng thế rồi, giới thứ hai, cái Liên Xô chưa chiếm luôn, mà cái quần đảo đấy nhá có đấy, người ở nhá. đúng, Đấy. có người ở mà thậm chí mấy hôm nọ Nhật Nga nó còn mang vũ khí ra đây nó tập trận cơ Đúng. đấy, Nhật nó mạnh như thế nó còn chưa làm gì được, nó đâu phải đơn giản, đừng có đùa, Cho nên là vấn đề biển đảo nó không đơn giản đâu. một là theo anh nghĩ nghĩ là như này: thứ nhất là vấn đề biển đảo, thứ hai là vấn đề biên giới giữa các nước ở trên thế giới, đúng không? Cái biên giới kể cả đất liền, như thế Việt Nam mình ấy, giáp Trung Quốc này, mình chỉ tính đất liền thôi, giáp Trung Quốc, giáp Lào, giáp Campuchia, đúng không? Mà biên giới của Việt Nam mà được giữ mà ổn định hòa bình như ngày nay nhé, vô cùng tốt, đúng không? Chứ còn bây giờ ví dụ nhé, Việt Nam với giáp với Ấn Độ nhé, cũng có cuộc chiến tranh, đúng không? Giữa Việt Nam và Ấn Độ cũng tranh giành một tí mấy cái cao nguyên coi như là không người ở, rồi là vừa rồi cũng cái thằng Bhutan, một cái thằng nhỏ xíu, đúng không? Cũng tranh chấp với lại Trung Quốc, mà thằng Ấn Độ nó bảo nó, tức là nó bảo lãnh cho cái thằng Bhutan. Mà trong khi đó nhé, quân đội hai nước có súng ống các thứ đàng hoàng, đúng không? Đội biên phòng hai nước có súng ống đàng hoàng, nhưng mà đánh nhau bằng cái pho thôi, vì là người ta mỗi một cái tiếng súng, đúng không, nó nổ lên thì gọi là chiến tranh nó lại leo thang đấy. Cho nên Đúng là cái rồi. bọn chống cộng cực đoan nó ngu ở cái điểm là ngày xưa ví dụ cái vụ Gạc Ma thì là cái thời gian đấy là ông Lê Đức Anh còn là bộ trưởng bộ phòng, đúng không? Thì mình chỉ mang những cái tàu mà gọi là vận tải ra ngoài đó đấy, đá vào công binh thôi. Cho nên là bộ trưởng bộ phòng Lê Đức Anh cũng hạ lệnh cho cái mấy cái tàu đấy là mình không nổ súng trước, đúng không? Bọn Trung Quốc thì nó toàn tàu chiến thôi, mà trong đó Việt Nam thì toàn súng AK với súng K54 thôi, thì làm sao mình nổ súng trước một cái là mình gây ra sự việc mình chết ngay. cái em chia sẻ, em đã đọc cái tư liệu cái quần đảo Gạc Ma rồi. Ngày xưa cái quần đảo Gạc Ma của mình, cái đảo Gạc Ma ấy, nó là cái đảo chìm, Ok. nó là cái đảo chìm, xong rồi bộ đội công binh mình mang 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 đá ra mình đắp lên thành đảo nổi để mình cắm cờ, nhưng mà lúc mình ra đắp đảo lên thì bọn Trung Quốc, tàu Trung Quốc nó báo động thì nó đi tàu ra, thì cái xong rồi xảy ra cái vụ xả phát thảm sát Gạc Ma. Nhưng mà như mọi người phải biết cái tình hình đất nước mình lúc đấy là sau mấy cuộc chiến tranh là nó rất là kiệt quệ rồi, và kinh tế các Rồi thứ mà bây giờ ok. lại nổ ra Vâng. một cuộc chiến to nữa thì nó rất là nguy hiểm, nhưng mà không không có lý thế là mình buông bỏ. Nhưng mà em đọc một cái tài liệu về sau ấy, hình như là có một cái tài liệu là khi mà bắt đầu cuộc chiến, bắt đầu mà khi mà nó thảm sát xong rồi ấy, thì Việt Nam mình ấy, ở cái khu vực không phận ấy, Việt Nam mình đã điều máy bay ra, điều máy bay ra để Đúng. chuẩn bị là giải bom ấy, nhưng mà thì tàu Trung Quốc nó lại rút đấy.
cái đấy tư liệu mình có mà, ở bên kênh quốc phòng có công khai rồi. Lúc lúc sau là mình có điều máy bay ra nữa, để bởi vì là anh biết là cái thời điểm đó ấy, thì cái khu vực mà không phận ấy, thì từ cái địa phận của cái đảo Gạc Ma ấy, thì máy bay mình bay ra nhanh hơn. Nếu mà Trung Quốc hồi đấy mà nó muốn bay máy bay thì nó phải bay từ đảo Hải Nam, mà máy bay hồi đấy thì nếu mà nó bay ra thì nó về thì nó lại không 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 đủ xăng đấy. Cái hồi đấy máy bay Trung Quốc nó chỉ thế thôi đấy, nên là mình bay ra là nên nó biết là tàu chiến nó cũng rút đấy, chứ không thì hồi đấy mình lại không không giữ được thêm cái quần đảo Cô Linh à, hay cái quần đảo gì À, xin đấy lỗi, con xin Song Tử Tây gì lỗi. đấy đấy. Đấy, thì nói chung là mình thế, thế theo ý anh ấy, là anh em mình đã nói về những cái gọi là cái chủ quyền biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc tương đối rõ ràng đúng không? Cho nên là cái bọn chống cộng cực đoan ở bên kia chỉ cần những cái dẫn chứng như thế này thôi thì chúng nó câm miệng lại lại chúng nó lại chúng nó coi như là anh nghĩ Thì là cũng có khả đó năng một số thằng nó biết đấy, nhưng mà nó cố tình nó xuyên tạc để ra. thì đúng rồi, em thì em nói mấy lời nữa thôi, thì để chúng nó có hiểu hay không thì không hiểu thì em không biết. Bây giờ vấn đề trên 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 đất liền thì Việt Nam và Trung Quốc đã cắm cột mốc và định vị GPS rồi đấy, thì là xong rồi. Cái vấn đề mà vùng vịnh Bắc Bộ thì vùng biển thì mình cũng phân chia rõ ràng rồi đấy. Thì bây giờ còn cái quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa thì mình đang thỏa thuận giải quyết thế nào cho nó hợp tình hợp lý. Thì cái bọn chống cộng cực đoan ấy không hiểu là nó ngu hay là cố tình nó ngu, hay là nó không hiểu, hay là nó biết mà nó không hiểu. Ngu. Có nghĩa là anh phải hiểu rằng một vấn đề ấy, là cái những cái vấn đề mà nhạy cảm biên giới nếu mà không xử lý khéo là sẽ xảy ra một cuộc chiến rất là tàn sát, Đúng không? không phải đơn giản, anh hiểu không? Đúng không? Anh thấy những cái vùng tranh chấp biên giới đấy bây giờ giải quyết mà chỉ cần hai bên bộ đội biên phòng chỉ bắn nhau thôi, hai bên bắn Đúng không? nhau mà mang vũ khí điều động lên là cả một cuộc chiến, cả một dân tộc luôn, chứ không phải đơn giản đâu đấy. Anh nói với Thì chúng quân nó khúc với tất cả các bạn này, cái mục đích của cái bọn chúng nó là chúng nó chỉ mong muốn cái điều đó xảy ra thôi, đúng không? Chứ đúng còn rồi. không, ngoài mục đích khác, thứ nhất là để cho nhân dân hoang mang đấy, bảo tức là đảng và nhà nước mình cho như hiện nay coi như là làm nô lệ cho Trung Quốc, thành cũng vấn đề biển đảo nó không không giữ. Thứ hai là nó cố tình kích động như thế để cho ví dụ có một cuộc chiến tranh giữa Việt Nam và Trung Quốc xảy ra nữa thì đất nước bất ổn, chúng nó càng sung sướng, đúng không? Cho nên là mình cũng phải nói để cho mình phải vạch trần những cái âm mưu của chúng nó ra để cho bà con mình hiểu. Với cả em xin nói thêm mấy lời nữa là như thế này, xong rồi để nhường cho anh Thần Siêu lên. Rồi. Cái bọn là chống cộng cực đoan ấy, nhiều lúc nó cứ bảo là sợ Trung Quốc, nhưng mà nó nhầm. Lịch sử Việt Nam mình Trung Quốc, thực ra ấy, cái năm chiến tranh ấy, Trung Quốc và Nga nó giúp Việt Nam rất nhiều, đúng không anh? Đúng không? Mà bản thân thằng Mỹ, mình em đây em nói không phải ghét thì thằng Mỹ, nhưng mà thằng Mỹ thì nó lại mang đến đau thương Việt Nam hơn nhiều thằng Trung Quốc. Chính thằng Mỹ nó giải bom B-52 ở phố Khâm Thiên ngay gần nhà em ấy, chết bao nhiêu người ấy, rồi chất độc da cam đến mấy đời nay đấy. Thằng Trung Quốc nó đã chiến tranh Đúng chốc lát của mình, nó bao giờ đã để hậu quả đến mấy đời chưa, không? Đúng không? đúng không? Mà trong 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 quá khứ nó còn từng giúp mình. Thế nên thằng Mỹ thì anh thấy không, quá khứ thì nó Gần như tan cư. đã tàn sát mình đó. Bây giờ chỉ có là làm ăn thôi, mình làm ăn có lợi với nó thôi, chứ chúng nó đừng có nói Trung Quốc bây giờ nó không đơn giản như các bạn nghĩ đâu. Bây giờ nhá, nhân dịp quân khúc nói những điều này thì bây giờ anh nói trên cái bệnh diện đầu tiên là từ một tí về cái vùng và châu Á mình. Tại Vâng. sao bây giờ mình phải quên đi những quá khứ, hướng tới tương lai, tất cả phải hòa bình, đúng không? Để xây dựng đất nước. Bây giờ ví dụ các nước trên thế giới chẳng hạn, đúng không? Bây giờ mình chỉ nói cái dạng châu Á thôi. Chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản gây đau thương cho đất nước Nam Triều, đất nước Triều Tiên nói chung, đúng không? Gây đau thương cho đất nước Trung Quốc nói chung, gây cho nạn đói chết 2 triệu người của Việt Nam, đúng không? Thế bây giờ Việt Nam, nhân dân Việt Nam có thù như Nhật Bản không, đúng không? Không thù hằn gì gì nhau, đúng không? Chiến tranh cuộc chiến tranh 20 năm chống Mỹ, cút đuổi Ngụy, đánh ông Ngụy nhào, thì bây giờ bao nhiêu những nước là chư hầu của Mỹ gửi quân sang đánh Việt Nam, Thái Lan, Úc, New Zealand, Philippines, Nam Hàn, đúng không? Nhân dân Việt Nam hiện nay có căm thù không? Đúng không? Cho nên là bây giờ chỉ vì một
khúc mắc giữa Việt Nam và Trung Quốc một tí biển và chút biển đảo đúng không, cho chúng nó cứ kích động vào để mà gây cái sự hận thù của nhân dân Việt Nam đối với nhân dân Trung Quốc đúng không. Chứ còn nhân dân Mỹ nhá, tức là cái chính quyền quyền Mỹ nhá, nó còn gây đau thương cho nhân dân Việt Nam ta rất là nhiều. 100 năm đúng đô rồi. Hộ của Pháp đối với lại dân tộc vâng. Việt Nam đúng không, gây tội ác bao nhiêu nhưng bây giờ mình cũng quên đi. Nhân dân Việt Nam có căm thù nhân dân Pháp không? Bây giờ quan hệ Việt Nam với Pháp tốt không? Quan hệ Việt Nam với Nhật Bản đang bị thiên tốt không? Đúng không? Rất tốt. Và tất cả những cái nước láng giềng rất tốt. Mà những nước đó cũng gây đau thương cho dân tộc Việt Nam. Giả sử như anh, bản thân anh chẳng hạn, Quân Cúc đọc lại lịch sử. Mà những cái năm gần đây thôi, nhưng một số năm cũng không phải xa xôi lắm. Những nước đó gây đau thương cho nhân dân Việt Nam, cho dân tộc Việt Nam, kéo lùi cái sự phát triển của dân tộc Việt Nam đúng không? Thì là bản thân của chúng mình thì thôi, những cái gì đã là lịch sử thì cho nó là lịch sử đi đúng không? Để sau này con em chúng ta biết đó là cái bài học chiến tranh, nó là đau thương như thế đấy, nó là tổn thất như thế luôn, nó kéo sự cái phát triển của đất nước bao nhiêu năm như thế. Bây giờ mình phải khép lại tất cả cái ấy, khép lại mình quan hệ ngoại giao đúng không? Để mình phát triển kinh tế để cho con cháu mình sau này nó được sung sướng hơn cái đời mình chẳng hạn. Cho nên cái bọn chúng nó ngu si đần độn, chúng nó không biết gì cả, lúc nào chúng nó kích động chiến tranh giữa Việt Nam và Trung Quốc, chúng gây hận thù. Nó bảo là 4.000 năm lịch sử thì Việt Nam coi như là đô hộ của Trung Quốc 1.000 năm đúng không. Cho nên là cái chuyện lịch sử nó là lịch sử, còn hiện tại này, bây giờ phải lo lắng cái hiện tại này, làm sao mà phát triển đất nước càng ngày càng giàu mạnh, GDP mỗi năm này nó càng coi như là phát triển thêm về đời sống nhân dân của năm 2018 làm sao nó phải tốt hơn 2017 này, phải lo cái hiện tại đất nước làm sao nó phát triển tốt này đúng không? Đấy, nhân dân mình nghĩ thế, cho nên chúng nó chỉ có ba những cái trò nó kích động một cách hèn mọn và ấy thôi. Còn trách nhiệm là của những gọi là những anh em mình ấy, lên. Ví dụ chúng nó nói trên mạng thì chúng mình cũng phải nói trên mạng để mà bẻ gãy những cái luận điệu xuyên tạc của chúng nó đi đúng không? Để cho con bà con mình hiểu. Anh về em. À, thực ra thì em nói anh như là này, mấy cái thằng chống cộng cực đoan ấy thì cái tư tưởng của nó mà tầm nhìn sâu rộng ấy thì nó hạn hẹp lắm, nhưng mà nó cứ thích nói chính trị, không như đơn giản như mấy cái người mà bên bên Việt Nam mình đâu. Họ những cái người mà người ta làm lãnh đạo về về vấn đề an ninh, về bên bên quân đội, họ có tầm nhìn sâu xa lắm. Nên là em nói anh chỉ một trường hợp ví dụ như này, có nghĩa là cái vấn đề vừa rồi mới nhất đây là nóng nhất là Mỹ, Trung Quốc nó mang cái tên lửa hành trình ra quần đảo Đà Ma và một số mấy cái đảo Khánh ở Trường Sa là mới Văn Khánh Chu Phi đấy. Đấy thì Bộ Ngoại giao Mỹ nó lên tiếng đúng không? Đúng Philippines thì cũng nhẹ nói thôi. Nhưng mà Philippines là Philippines nói là cái mục đích của tên lửa mang ra là để nhằm vào tàu chiến của Mỹ. Anh nhưng mà Việt Nam mình nghe ngóng nhé. Nói với con Lâm thế, tôi giải thích cái chuyện mà tranh chấp ở cái quần đảo Trường Sa như thế nào nhé. Bây giờ tôi nói con Lâm là như này, hiện nay đảo Phú Quốc là đảo của mình đúng không? Đảo Cồn Cỏ là đảo của mình, Bạch Long Vĩ là của mình, đảo Côn Sơn là đảo của mình. Trung Quốc thử đánh chiếm cái đảo Bạch Long Vĩ xem đúng không? Chứ còn tôi nói cái quần đảo Trường Sa là hiện nay là tranh chấp giữa 6 nước và vùng lãnh thổ, còn quần đảo Hoàng Sa là tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Quốc đúng không? Mà tại sao từng Nhật Bản không đánh lấy cái quần đảo Kulin của Nga đi, nó giành giành như đấy, nó sờ sờ ra đấy, nó có cái ấy cụ thể, chúng không phải ấy. Cho nên là bạn không hiểu một cái gì hết thôi. Nghe chưa? Bạn về mà đánh thử. Bạn này hình như là bạn ấy không hiểu về địa lý hay sao, cái phần đảo Phú Quốc mấy mấy cái quần đảo đấy nó ở phía Nam, mình có tranh chấp gì với Trung Quốc đâu. Tàu chiến, tôi nói cho bạn biết này, cái tàu chiến của nó vào cái khu đợt mà tìm cái máy bay MH370 nó còn phải xin phép Hải quân Việt Nam cơ mà. Các bạn rất là ngốc. Đấy, cho nên là bạn cứ tìm cho tôi đi, những người giỏi chứ. Người giỏi, người có tâm, có tầm, có tất cả các thứ đi. Thôi bây giờ này xin lỗi các bạn nhé, mình kết thúc cái like này, mình làm lại like thôi. Chứ bây giờ thì một mình nói thì nói chung là nó cũng ấy lắm. Rồi các bạn vào lại nhé.